Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nhé. Như vậy là ngày mai tựa game Lời Nguyền Quỷ Dữ đã ra mắt rồi, game Jujutsu Kaisen đầu tiên tại Việt Nam, thế cho nên là mình cũng khá là hóng đấy. Không biết phải là bom tấn hay không. Thì hôm nay để chuẩn bị cho ngày mai ra mắt ngon lành cảnh đáo hơn thì mình cũng đã ghé qua bản Global để xem, bởi vì bản này nó ra mắt trước bản Việt chắc đâu đó tháng à, tháng 4 rồi vậy. Để mình xem là top ở bên đấy nó chơi đội hình như thế nào, mình tham khảo mang về cho anh em để xem anh em nào đua top thì cũng tham khảo đội hình của mấy ông đấy xem chơi như thế nào. Nhìn chung là có một hướng đi đúng đắn thì cũng dễ dàng hơn ở giai đoạn đầu. Đây, đây dành cho những em nào chưa biết nha, thì đây này, vào trong này là có thể xem được này. Ok chưa? Top. Xem mấy ông top về đánh đấm kiểu gì, build đội hình như thế nào đây. Top 1, anh em Unknown. Nghi bố này người Việt lắm, thấy chữ AE đằng trước rồi anh em đúng không? Có khi nào chùm bản Global lại là một người Việt Nam hay không? Thì đây đội hình này. Megumi, ông này được nhận luôn ở giai đoạn đầu này. Megumi này, được nhỉ, kho luôn, build lên level 160 luôn anh em nhá. Ngoài ra thì đây cho anh em xem thêm này, Shoko, đây là vị tướng hệ thủy anh em ạ. Tiếp theo nữa, hai vị tướng hệ thủy này, có một, phải nhiều sao đấy, 1, 2, 3, 4, 5 sao đỏ luôn. Hanami, level 200 rồi, căng ấy, skill là gì thì không biết luôn. Để mình dịch cho anh em nghe này, gây ra 108% sát thương phép, 50% gây ra cái gì đây, cơ hội khiến cho kẻ địch bị trúng độc. Uầy, đỉnh, 50% thì làm giảm đam của kẻ địch 30% và nhận 130% đam từ Hanami, không thể xóa ấy, hình như thế. Đây là một cái hiệu ứng gì đó, addicted là gây nghiện à? Ha, một con tướng có khả năng gây nghẹo cho kẻ địch. Bú đớ rồi. Attack target and deal 77%, magic dam 100%, chan to cost addicted. Đúng rồi, gây ra nghẹo cho kẻ địch nhá, nghẹo ảo thật đấy. Rồi, thế hẳn nào mà build em này lên gọi là khủng khiếp vậy. Tiếp theo em thứ tư xem nào. Em thứ tư thì thấy cụ này là cụ Yoshinobu 3 sao đỏ này. Ái chà chà. Tiếp theo là Yuta. Rika là cái gì? Rika không biết. Cũng 3 sao đỏ nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả 5 vị tướng này thì đều có chữ core. Core tức là ở trong đội hình chính thì phải. Đấy, thế là ông top 1 nha anh em. Ông top 2 xem nào. Ui, đập vào mắt mình vẫn là Megumi và Shoko và Yuta. Nhưng ông này cũng có Hanami. Thậm chí Hanami ông này còn lên một sao lấp lánh ánh sao 7 sắc cầu vồng, không biết là bao nhiêu sao nữa luôn. Ái chà chà, càng đấy, ghê gớm đấy anh em ạ. Và có Satoru, nhưng mà Satoru này là hồi còn trẻ thôi, còn sau này Satoru kiểu làm thầy giáo rồi thì mình thấy nó gọi là mạnh mẽ anh em nhá. Ghê chưa, skill của Satoru là gì nhỉ? Cái gì đây, hy sinh 15% HP tối đa, tấn công hàng trước và hàng giữa, gây ra 138%, cộng thêm với lại cái lượng HP mà đã mất đi rồi nhân lên với 200%. P là physical là đam vật lý, nhưng mà lại sẽ bị giới hạn cái gì đây, limit to your attack nhân 4, giới hạn hình như là 4 lần sức tấn công thì phải. Satoru won't get Q due to skill effect, sẽ không bị hẹo bởi những cái skill về kỹ năng, hiệu ứng kỹ năng 50% gây ra hiệu ứng chảy máu kéo dài trong vòng 2 hiệp. Ok, wow, cũng căng đấy nhở. Nói chung là có nhiều hiệu ứng. Và đây là một vị tướng ở trong cái phe kiểu như là phe hiếm ấy anh em ạ. Có hai phe hiếm. Đó. Rồi, top 3. Lại Megumi, Shoko, Yuji. Đây chính là bộ 3 nhân vật ở trong phần 1 anh em nhá. 3 nhân vật chính đấy. Không phải nhân vật chính. Em này không phải nhân vật chính đâu. Bà Nobara thì mới là nhân vật chính. Thế chứng tỏ là thanh niên này được ưa chuộng này anh em này. Satoru là thầy của Megumi nhá. Cũng là Satoru Young luôn.
hai ông top 2, top 3 chơi khá giống nhau. Nhưng mà lại có thêm một em Todo. Todo này là hình như có trong nạp đầu. Để mình xem Todo có cái skill gì. Attack mid and rear target. Attack mid à, tức là hàng giữa và hàng sau chăng? Rear là cái gì không biết này. Gây ra 76% sát thương vật lý nếu như mà có ít hơn 3 mục tiêu ở hàng trước à, tức là hàng trước nó chỉ xếp 1 hoặc là 2 mục tiêu thôi, thì sẽ có 100% cơ hội. Thôi, mai ra bản Việt thì đọc tiếp anh em nhé. Nói chung là em Todo đấy. Ok, để mình xem top 4 em chơi cái gì đây. Wayne Rooney cũng ghê đấy chứ, cũng Megumi, cũng Hanami, cũng Satoru. Nhìn chung mình thấy một số những cái vị tướng ưa chuộng ở giai đoạn đầu là Megumi này, Satoru và Hanami này. Đấy. Còn lại ở đây có thể thay thế một số em tướng khác, chắc là em nào ra nhiều hơn thì chơi em đấy. Ở đây cũng Megumi, Satoru, nhưng mà khác là em Maki. Wow, Maki có hai cái quả gì đó trông cực kỳ khủng khiếp. Và Panda. Và vẫn Hanami. Ghê vậy. Tiếp theo, top mấy rồi nhỉ? Top 6 đi. Xem top 6 chơi kiểu gì. Nhìn nói chung là cũng tương tự thế thôi. Đội hình nó cũng xoay quanh mấy em đấy là phổ biến anh em nhá. Thì anh em cứ thế mà quẹt thôi. Còn để mình cho anh em xem thử về cái bộ sưu tập tướng khi mà nó mới ra mắt thì nó gồm những cái gì nha anh em. Tướng này Achi này. Đấy, hệ lửa thì đây. Có mấy em tướng Kho này. Tấm Uta Hime. BD à? Elso. BD. Đây đó, Yogo này. Ai đây? Miwe. À đây này, Hanami đây anh em. Căng dậy. Tiếp tục. Wow. Ai đây? Noritoshi. Nhìn chung là nên chơi mấy game tướng ở trong kho kho ấy. Đấy, có chiếc kho này. Chính này thì nó sẽ mạnh mẽ hơn anh em nhá. Bên hệ thủy thế nào? Megumi kho luôn này, kho team luôn này. Anh em yên tâm, sau này nó còn cập nhật nhiều vị tướng lắm. Siêu nhiều luôn anh em ạ. Tha hồ mà chơi. Megumi được ưa chuộng này, Panda này. Và đây là em gì? Mahito. Ủa? Sao giao diện nữ nữ mà giọng là giọng nam nhỉ? Shoko này anh em. Nhìn skill có vẻ là giống là búp anh em ạ. Tiếp theo đây là cái gì đây? Masamichi. Nhưng mà nãy giờ ở trong top 6 chưa thấy ai chơi cái đấy cả. Vị tướng này có vẻ như là ít được ưa chuộng hơn. Ông này thì mình phải có xuất hiện rồi nhá. Yoshinobu, quánh đàn, rừng. Todo đúng không? Ok đấy. Maki. Và Kento. Trông có vẻ là 7 nha. Đây, phe hiếm đây anh em ạ. Hai phe hiếm đây này. Wow. Đây này, Satoru Teacher thì mình thấy chưa ai sở hữu được cả. Hoặc là sở hữu rồi nhưng chưa ai build mạnh. Nhưng mà Satoru Ru hồi còn trẻ thì mình cũng đã thấy là quánh nhiều anh em chơi rất nhiều nha. Đây, Yuta là cũng được chơi này. Còn phe bên này, phe bên này có luôn một vị tướng Limited. Wow. Nhưng mà cũng chưa thấy ai chơi. Oh, ảo thật đấy. Chắc là nó chưa có sự kiện để lấy sao á. Bên này thì wow, đẳng cấp này anh em này. Ghê đấy. Ghetto Student. Và đây là Sukuna Yuchi. Tức là anh Yuchi này sau khi mà đã nuốt được ngón tay của con quỷ Sukuna đấy, thế là biến thành đây. Càng đấy. Nhìn chung là mình thấy ở trong bản test còn rất rất nhiều những vị tướng Limited khác nữa, mà sau này chắc chắn là nó sẽ có những cái event để cho chúng ta có thể lấy được. Ở giai đoạn đầu thì mình thấy là đội hình chơi cũng hòm hòm như vậy. Thì anh em có thể tham khảo xem như thế nào. Ngày mai ra đua top thì nó sẽ hợp lý hơn. Mai thì mình chắc là cũng phải đua top tí. Bởi vì là game Jujutsu Kaisen đầu tiên mà, thì cũng phải thử sức tí xem như thế nào anh em nhá. Thì hẹn gặp lại anh em vào 10 giờ ngày mai nhá. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi series đua top và chú lời nguyền quỷ dữ của mình nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.